Đón xem Đứa Cháu Nhà Tài Phiệt lúc 21 giờ thứ hai đến thứ sáu trên TodayTV. Tôi có nói sẽ rước cô em vào làm dâu không? Không hề có. Tôi chỉ nói tôi muốn một cô làm dâu. Chúng ta đã hứa với ai đâu? Đã hỏi cưới ai chưa? Chúng ta không nợ gì ai ngoài thánh Alado và Nurten à. Đây là một quyết định của tôi, và tôi sẽ theo đó mà hành động. Dâu nhà tôi sẽ là cô con gái lớn làm y tá, Cemre. Anh cũng thích viết nhạc và bài hát hả? Tôi cũng thích lắm đó. Âm nhạc kỳ diệu quá ha. Đối với tôi thì nó kỳ diệu lắm. Nó có thể đưa tôi rời khỏi thế giới nhỏ bé này tới những thế giới mà tôi chưa từng biết, chưa từng nhìn thấy, hoặc có thể là một thế giới chưa từng tồn tại trên đời này nữa. Âm nhạc cho tôi mơ mộng. Chúng ta cùng nhau thử luôn nha. Gel gönlümü yerden yere vurma güzel ne olursun. Gel gönlümü yerden yere vurma güzel ne olursun. Gülürken dikenleri derme güzel ne olursun. Cứ vậy đi Chen Khơ-ra-chai. Cứ như vậy đi. Để coi ba anh nói sao về chuyện này. Qua đây đi bà Nurten. Seniz đang ở đâu rồi? Bà chủ đã đi massage rồi. Tốt. Tôi muốn nói chuyện này với bà một chút. Tôi tưởng ông đã kết thúc thỏa thuận đó rồi chứ ông Ağa. Tôi kết thúc cái đó, thay một cái mới. Tôi không hiểu ý của ông lắm. Bà không cần bận tâm đâu bà Nurten. Đây sẽ là một chuyện rất tốt. Là Ağa Khơ-ra-chai thì sẽ có một nàng dâu như mình muốn. Tôi thề đó ông Ağa, là tôi đã giới thiệu con bé đó. Bỏ qua cô em đi. Tôi đang muốn nói tới cô chị kia kìa. Cô chị biết cư xử, lịch sự, nhân ái. Cô chị không thất thường như cô em kia. Con mắt tinh tường của tôi chỉ cần nhìn thoáng qua là đủ hiểu rồi Nurten à. Tôi đã đánh giá cả hai cô con gái rồi. Cô em thì không ra gì, nhưng cô chị, khuôn mặt của một con người có đạo đức và nhân phẩm. Nhưng mà ông Ağa, tụi nó là chị em với nhau. Ý là chúng ta không thể nói mình sẽ thay đổi số phận tụi nó. Chị Thánh Ala mới biết rõ số phận. Nhưng mà tôi cũng chưa bao giờ nói ai biết ý định của mình. Tôi có nói sẽ rước cô em vào làm dâu không? Không hề có. Tôi chỉ nói tôi muốn một cô làm dâu. Chúng ta đã hứa với ai đâu? Đã hỏi cưới ai chưa? Chúng ta không nợ gì ai ngoài thánh Alado và Nurten à. Đây là một quyết định của tôi, và tôi sẽ theo đó mà hành động. Dâu nhà tôi sẽ là cô con gái lớn làm y tá, Cemre. Cô đi lại đây cho tôi.